Xin chào ông chủ, tôi tên là Sa Văn Nguồn. Tôi sinh ngày 15 tháng 4 năm 1994. Tôi đến từ Hòa Bình. Tôi cao 1m65, cân nặng 65. Trình độ văn hóa của tôi 12/12. Tôi đã lấy vợ. Còn em có con chưa? Tôi có hai đứa con. Ở Việt Nam làm gì? Từ năm 2014 đến năm 2019, tôi làm công ty dệt sợi ở dưới Quảng Ninh, làm bên bộ phận thiết bị sửa chữa. Năm 2020 tôi làm công trường. Từ năm 2021 đến 2022 tôi làm công ty thiết bị điện Ly Hoa bên tổ bên xoắn. Xin ông chủ giúp đỡ. Đứng lên ngồi xuống nào. 1 2 3 4 5 gặp mình. 1 nhanh. 2 3 4 5 chống gậy. 1 2 3 4 5 thôi cứ chào nào.